sẽ không ai dám hâm lại cơm nguội để ăn nữa nếu biết sự thật khủng khiếp này. Cơm nguội thì nhà ai chẳng từng ăn phải không các mẹ? Trước nhà em cũng thế, cứ còn thừa cơm là hâm lại để ăn cho bữa sau. Mà chồng em lại còn có cái kiểu thích ăn cơm nguội hơn cả cơm nóng ý. Cứ tưởng như thế là bình thường. Đến hôm rồi, đọc được tin này trên mạng, tự nhiên em thấy run run, không biết từ giờ có nên giữ thói quen ăn cơm nguội như này nữa không. Cơm nguội đọc như thế nào? Em thấy bảo, gạo sống luôn có sẵn bào tử của một loại vi khuẩn tên Bacillus. Đây là dạng khuẩn có thể gây ra ngộ độc thực phẩm và có thể sống sót ở nhiệt độ cao. Tức là cho dù bạn đã nấu chín gạo thành cơm thì loại bào tử này vẫn tồn tại. Nếu ăn luôn thì không sao, nhưng cơm chín một thời gian, ví dụ như từ bữa sáng sang bữa trưa, thì những bào tử này sẽ trở thành vi khuẩn thật sự và sinh sôi với số lượng lớn. Khi ăn phải cơm chứa những vi khuẩn này, người ăn sẽ bị ngộ độc, gây ra nôn mửa, tiêu chảy cấp, có trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, nhiều người còn đồn đoán rằng ăn cơm nguội hâm lại còn có thể gây ung thư dạ dày. Lý do là vì cơm có thành phần chính là tinh bột, mà trong điều kiện nhiệt độ từ 60 độ C trở lên sẽ diễn ra quá trình hồ hóa tinh bột. Dạng bột hồi do tinh bột nở ra ảnh hưởng rất lớn đến tiêu hóa. Vì vậy, thường xuyên ăn cơm nguội chế biến lại có thể dẫn đến khó tiêu hóa, về lâu dài có thể bị ung thư dạ dày. Cách ăn cơm tốt nhất. Cơm sẽ đảm bảo dinh dưỡng nhất nếu sau khi nấu chín được ăn ngay. Cơm để càng lâu thì càng có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do cách thức bảo quản không đúng. Các chuyên gia khuyên chị em, nếu muốn giữ lại cơm thừa để ăn bữa sau thì phải bỏ vào tủ lạnh càng nhanh càng tốt, chậm nhất là một tiếng sau khi cơm chín. Có thể làm nguội cơm nhanh bằng cách dùng quạt hoặc ngâm nồi cơm vào nước lạnh rồi cho vào hộp để kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mặc dù vậy, các mẹ vẫn phải nhớ rằng không được để cơm quá 24 giờ. Sau thời gian đó thì đừng tiếc mà hãy đổ ngay đi. Nếu hấp bằng nồi cơm điện, có thể thêm một chút nước hoặc hấp lên trên cơm mới nấu. Hấp bằng lò vi sóng có thể giúp cơm đủ nóng mà không bị khô. Chú ý, chỉ hâm nóng cơm lại một lần duy nhất. Nếu như cơm đã hâm nóng rồi mà vẫn không ăn hết thì có thiết máy cũng đừng ăn thêm nữa. Chẳng ai muốn phí hoài mà đổ cơm đi, nhưng tiết kiệm được một chút thì chị em lại đánh đổi sức khỏe của cả gia đình. Thật chẳng xứng tí nào. Cách tốt nhất là các mẹ nên rút kinh nghiệm, để lần sau bạn nên nấu ít gạo lại, cân đối sao cho đủ ăn chứ không nên để cơm thừa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Và tép tỏi bóc vỏ vào đá chai nước. Thành quả sau đó khiến chị em nào cũng muốn làm theo. Quá tuyệt vời chị em ạ. Tỏi là một loại gia vị thường được dùng thêm vào các món ăn bởi hương vị thơm ngon và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tỏi chứa ít calo, chỉ khoảng 42 calo trong mỗi khẩu phần ăn, và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, vitamin B6, mangan, selen, kali và canxi. Nếu có thể tự trồng tỏi, bạn sẽ không phải lo về chất hóa học, bảo quản. Phương pháp thủy canh tỏi siêu đơn giản sau đây sẽ giúp bạn có những nhánh tỏi tươi, ăn quanh năm không phải lo đi chợ mua bán. 1. Dùng dao cắt lấy đáy chai nhựa, chiều cao khoảng 10cm. Chiếc đáy chai nhỏ này sẽ là nơi chúng ta dùng để thủy canh tỏi. Bạn có thể chuẩn bị 2 hoặc 3 chiếc đáy chai đơn giản như vậy. 2. Chọn khoảng 3 củ tỏi giống mẩy không bị héo, trầy xước. 3. Bóc vỏ, ngâm tép tỏi trong nước lọc trong khoảng 12 giờ. 4. Sau đó xếp tỏi gọn gàng vào đáy chai đã cắt sẵn. 5. Đổ nước vào xăm xếp mặt tỏi, chừa một chút chốt để ra mầm. 6. Đặt ở nơi thông thoáng và có ánh nắng. Giờ bạn có thể thư thái, ngắm những mầm tỏi xanh mướt lớn lên từng ngày. Khi mầm tỏi nhô tương đối cứng cáp, bạn có thể trồng chúng dưới đất vườn hoặc trồng trong các thùng xốp. Lắp đất kín các tép tỏi, rễ tỏi sẽ phát triển nhanh và mạnh nếu gặp thời tiết ấm áp. Sau từ 2 đến 3 tháng,
tỏi sẽ ra hoa. Hoa tỏi mọc thành cụm trên đầu, một trục hình trụ từ thân củ kéo dài ra. Bạn có thể thu hoạch những thân trụ và hoa, được gọi là ngọc tỏi, để chế biến các món xào cực hấp dẫn. Để thu hoạch tỏi đúng thời điểm, bạn hãy quan sát phần lá tỏi. Số lá tỏi mọc quanh thân tương ứng với số tép của củ bên dưới. Khi 1/2 số lá khô héo, có nghĩa tỏi đã sẵn sàng để bạn thu hoạch. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bà bán hàng đưa cho hai quả bơ giống hệt nhau, nhưng biết chiêu, cô vợ vẫn chọn đúng quả ngon. 7 loại trái cây này, hai vị các bà nội trợ chọn sai vì dựa vào màu sắc bề ngoài. Rất nhiều người chọn trái cây có hình thức bề ngoài đẹp mắt, về nhà mới phát hiện ra hạt nó quá chín, hoặc vẫn còn xanh. Dưới đây là mẹo chọn trái cây ngon nhất của các chuyên gia để chị em nội trợ đi chợ. Dù người bán hàng có đưa ra hai quả giống hệt, vẫn có thể chọn đúng trong tích tắc. Cách chọn mua lựu. Các lớp vỏ quả lựu ngon sẽ có màu đỏ đến đỏ đậm và không có những đốm sậm. Quả lựu đã chín luôn nặng tay hơn quả chưa chín. Vì vậy, với hai quả có kích cỡ giống hệt nhau, hãy chọn quả nặng hơn. Nếu bóp vào trái lựu thấy quá mềm tay, thậm chí bị lõm xuống và không đàn hồi trở lại, đây là dấu hiệu lựu bị đông lạnh. Nếm lựu không có màu xanh. Cách chọn mua dứa. Không nên chọn quả dứa quá thơm vì nó là dấu hiệu của trái cây đang chín nở. Nếu bạn bấm vào một quả dứa và có vết móng tay thì đó là quả quá chín. Dứa vỏ xanh không hẳn là quả chưa chín, mà chỉ là một loại dứa có màu sắc như vậy. Khi chọn dứa, quan trọng nhất là chú ý đến sự đồng đều trên màu sắc vỏ và các đốm sậm màu. Quả dứa chín hoàn hảo sẽ có phần lá màu xanh lá cây sậm và hơi héo ở đầu. Lá xanh tươi là do quả bị cắt quá sớm. Cách chọn mua bơ. Một trái bơ chín có thể có vỏ màu nâu hoặc xanh lá cây tùy thuộc vào giống. Do đó, khi người bán hàng đưa cho hai trái bơ cùng màu xanh, việc chọn bơ chín lúc này không phải dựa vào màu vỏ mà sẽ có cách khác. Bạn nên lắc quả bơ bởi hai quả bơ cùng màu xanh, nhưng quả bơ nào chín thì phần hộp bên trong sẽ tách ra và kêu lột cột. Ngoài ra, ấn nhẹ vào quả bơ, nếu nó hơi lộn xuống và nhanh chóng hồi lại thì là quả bơ đã chín, nếu không hồi thì nó đã quá chín. Cách chọn mua xoài. Xoài có thể màu vàng, xanh lá cây hoặc đỏ, tùy thuộc vào giống của chúng. Ở một số giống, bạn thậm chí không thể nói được quả chín hay chưa, chỉ bằng màu sắc. Cách để chọn xoài chín là sự xuất hiện của các đốm sậm màu trên vỏ. Nếu có một vài đốm sậm thì quả đã vào độ ngon ngọt nhất. Nếu bóp quả xoài cứng tay thì chúng chưa chín. Quả xoài chín nên mềm nhưng không nên quá mềm. Nếu chúng có thể bị bóp lỗm bằng ngón tay thì là do quá chín. Quả xoài chín có mùi thơm ngọt. Cách chọn mua bưởi. Vỏ bưởi có thể có màu vàng, xanh hoặc cam. Màu sắc không đều cho thấy hóa chất đã được sử dụng trong quá trình tăng trưởng, nhưng không nói gì về độ chín. Quả bưởi cứng và nặng tay sẽ có nhiều nước. Cách chọn mua đu đủ. Dấu hiệu chính của đu đủ chín là vỏ chuyển màu vàng hoặc cam. Màu vỏ còn xanh là đu đủ chưa chín. Các trái cây chín mọng nhất có màu vỏ đồng đều. Nhưng chú ý, nếu vỏ đã chuyển màu mà bố vẫn thấy cứng tay thì đu đủ chưa chín mùi. Những đốm sậm màu sẽ không ảnh hưởng đến hương vị của đu đủ, nhưng những đốm quá lớn thì có. Cách chọn mua chanh leo. Chanh leo chín có vỏ nhăn. Chanh leo để được khá lâu nên bạn có thể thoải mái lựa chọn thời điểm khui vỏ. Quả chín sẽ có màu nâu tím hoặc vàng. Chanh leo vỏ xanh rất chua vì chưa chín. Một trái chanh leo ngon nên nặng khoảng 50g và có đường kính 8cm. Cách chọn mua lê. Quả lê chín màu vàng và không có những mảnh vỏ xanh. Quả chín ngọt, sờ hơi mềm tay và có mùi thơm. Nếu phần vỏ bị chuyển màu với những đốm đen, chúng sẽ hỏng rất nhanh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Ba không khi uống sữa, bắt buộc bạn phải nhớ. Bạn bắt buộc phải nhớ những điều dưới đây khi uống sữa để không gây hại cho sức khỏe. Đun sữa bằng lửa nhỏ. Vì muốn tránh sữa trào ra hoặc chất sữa khi đun, nên nhiều người dùng lửa nhỏ để đun sữa. Đun như vậy sẽ làm giảm vitamin trong sữa, giảm giá trị dinh dưỡng. Vì đun sữa bằng lửa nhỏ, thời gian đun kéo dài, chất dinh dưỡng trong sữa càng dễ bị oxy phá hòa. Cách làm khoa học là đun lửa to, khi sôi, rút lửa ngay. Như vậy, vừa giữ được thành phần của sữa, lại vừa có hiệu quả sát trùng sữa. Khi đun sữa, nếu đồng thời cho đường, nhìn bề ngoài thấy rất hợp vệ sinh, nhưng thật ra là phản khoa học. Vì trong sữa bò và đường có chứa lysine, sẽ có phản ứng khi nhiệt độ cao, sinh ra lysine gốc glucose. Chất này có hại cho cơ thể. Cách làm chính xác là sau khi đun sôi sữa, để còn nóng già mới cho đường. Thực phẩm kỳ ăn chung với sữa. Uống sữa ăn trứng. Các chuyên gia chỉ ra, uống sữa và ăn trứng vào bữa sáng chỉ cung cấp nhiều chất đạm chứ không đủ năng lượng. Thực tế, qua một đêm ngủ dài, năng lượng đã bị tiêu hao hết. Vì vậy, cơ thể cần một bữa sáng nhiều năng lượng. Khảo sát cho thấy, hiện nay có hơn 9% trẻ em chỉ uống sữa và ăn trứng vào bữa sáng, như thế sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng. Uống sữa ăn cháo. Có người cho rằng ăn cháo uống sữa sẽ bổ sung chất dinh dưỡng. Các nhà khoa học khuyến cáo cách ăn uống này không khoa học mà phải dùng riêng từng loại thực phẩm sẽ tốt hơn. Uống sữa pha nước cam hoặc chanh. Một số người khuyên nên cho một ít nước cam hoặc chanh vào sữa, thơm ngon bổ dưỡng hơn. Điều này nghe có vẻ rất tốt, song trên thực tế, nước cam hoặc chanh đều chứa nhiều axit. Axit gặp protein trong sữa sẽ khiến cho protein bị biến tính, làm giảm giá trị dinh dưỡng của protein. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh tiểu đường không còn ghé thăm nhờ một quả trứng luộc. Các nhà khoa học đã tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, từ đó ngăn chặn bệnh tiểu đường. Đó là bài thuốc từ một quả trứng luộc. Thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày tác động rất lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, đáng báo động là cơ thể hấp thụ không chỉ giới hạn trong đường ăn uống. Chúng ta đang sống trong một môi trường độc hại và ô nhiễm. Vì thế, cơ thể vẫn có thể nhiễm các hóa chất và các chất ô nhiễm khác. Sự hiện diện của các hóa chất, ô nhiễm, thực phẩm không lành mạnh đều có thể gây ra sự mất cân bằng trong cơ thể, như giảm hoặc tăng lượng đường trong máu của cơ thể. Trong khi đó, sự biến động của mức độ đường huyết lại tác động đáng kể đến toàn bộ sức khỏe con người. Đáng lo ngại là những thay đổi này có thể trở thành sát thủ thầm lặng, gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm, điển hình là bệnh tiểu đường. Hầu hết chúng ta đều hiểu, tiểu đường là một căn bệnh diễn biến âm thầm, nhưng dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó phổ biến là biến chứng trên thận, tim mạch, mắt và mạch máu chi. Nhưng các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, đó là bài thuốc từ quả trứng luộc và giấm. Thức uống trứng giấm, vốn nổi tiếng trong thời cổ Hy Lạp, được sử dụng như một bài thuốc vừa dễ làm vừa có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Còn với các samurai Nhật Bản, công thức lâu đời này được sử dụng giúp cơ thể hấp thụ được nhiều loại vitamin, protein và canxi để thoát khỏi mệt mỏi và tăng cường sức khỏe xương khớp. Thực hiện: Bước 1. Bạn luộc một quả trứng vào buổi chiều. Bước 2. Bóc vỏ và dùng kim chọc một vài lỗ trên quả trứng. Bước 3. Tiếp đến là đặt quả trứng vào một cái cốc giấm táo. Đảo trứng vài lần để giấm ngấm đều trong quả trứng, thông qua các lỗ nhỏ và để qua một đêm. Bước 4. Buổi sáng, sau khi ngủ dậy, bạn hãy ăn quả trứng đó cùng với một cốc nước ấm. Liệu trình: bạn nên thực hiện liệu trình trong 15 đến 20 ngày và luôn nhớ kiểm tra nồng độ đường huyết. Tác dụng của giấm và trứng trong việc kiểm soát đường huyết. Theo trang Jupiter của Anh, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên về bệnh tiểu đường, kết luận: giấm là gia vị có tác dụng giảm đường huyết và tăng insulin, cũng như tăng cảm giác no sau một bữa ăn quá nhiều tinh bột.
Phát hiện này đặc biệt hữu ích với những người bị tiểu đường type 2 hoặc tiền tiểu đường. Theo đó, để kiểm soát chỉ số đường huyết, tốt nhất bạn nên uống một chút giấm và nước trước bữa ăn. Còn năm 2015, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Đông Phần Lan đã kiểm tra thói quen ăn uống của 2.332 đàn ông từ 42 đến 60 tuổi. Kết quả cho thấy rằng những người ăn 4 quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 thấp hơn 37% so với những người đàn ông chỉ ăn 1 quả trứng mỗi tuần. Nhóm nghiên cứu cho biết, trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và giảm viêm nhiễm. Trước đó, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Béo Phì Quốc tế nhận định, những người béo phì hàng ngày ăn 2 quả trứng cho bữa sáng đã giảm cân nhanh hơn 65% so với những người có bữa sáng tương tự nhưng không ăn trứng. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, bởi vì ăn trứng ngăn ngừa những thay đổi lớn và không thể kiểm soát được trong nồng độ đường huyết, từ đó sẽ kiểm soát sự thèm ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cứ tưởng ăn mít nóng, khó tiêu, ai dè sốc khi phát hiện ra công dụng chữa 6 bệnh tuyệt vời này. Tôi ăn mít thay cơm như vậy trong 2 ngày liền, nhưng tuyệt nhiên không thấy bị nóng, bị ngứa, bị đổi mụn nhọt hay khó tiêu gì cả. Đây là chia sẻ của độc giả Hoàng Hải Yến, 35 tuổi, ở Bắc Ninh, về món mít ưa thích đang vào mùa. Chị đem điều này hỏi bác sĩ dinh dưỡng thì được biết, mít chỉ nóng đối với những ai có cơ địa thường xuyên bị mụn nhọt, chốc lẹo, chỉ khó tiêu với người bị suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu kém. Còn lại, với người có thể trạng bình thường thì ăn mít vô tư, bởi mít là loại trái cây giàu năng lượng và rất tốt cho tiêu hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mít là loại trái cây có rất nhiều dưỡng chất thiết yếu như kali, vitamin A, vitamin C cùng những khoáng chất như sắt, magie, đồng, kali và chất xơ và nhiều chất chống ung thư. Do vậy, ăn mít rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người đã có quan niệm sai lầm về loại quả bổ dưỡng tuyệt vời này. Những quan niệm sai lầm về việc ăn mít khó tiêu, không đúng. Vì mít rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề đầy bụng, khó tiêu. Nó làm giảm nhiệt và kích thích hoạt động của dạ dày, cải thiện dòng chảy của dịch tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Trong mít có chứa rất nhiều vitamin C và chất xơ có lợi cho tiêu hóa. Chất xơ có trong quả mít được tiêu hóa rất nhanh, cho phép điều chỉnh hoạt động tiêu hóa của ruột. Nó giúp thúc đẩy quá trình loại bỏ chất thải từ thức ăn ra khỏi cơ thể chúng ta. Vì chất lượng chất xơ cao, mít là loại trái cây tuyệt vời có thể giúp bạn giảm thiểu và phòng ngừa bệnh táo bón. Ăn mít sẽ khiến bị tăng cân, không đúng. Ngược lại, ăn mít còn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách và hợp lý. Quả mít rất giàu vitamin C, chất xơ, kết hợp với protein làm cho chất béo bị đốt cháy hiệu quả và làm giảm trọng lượng cho cơ thể. Bản thân mít không có chất béo, có chứa rất nhiều chất xơ, cho nên sau khi ăn sẽ chiếm rất nhiều không gian dạ dày, làm cho ta dễ có cảm giác no. Theo đó, khống chế được lượng ăn vào, tránh được tình trạng béo phì do ăn uống nhiều. Mít sẽ làm bạn tăng cân chỉ khi bạn ăn quá nhiều. Nếu ăn với liều lượng hợp lý, mít hoàn toàn có thể giúp bạn giảm cân và tốt cho sức khỏe. Ăn mít nhiều gây nóng, sinh ra ngứa ngáy, chốc lỡ, mụn nhọt, không đúng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, bất cứ loại quả chín nào cũng là nguồn cung cấp vitamin và muối khoáng quan trọng trong chế độ ăn của mỗi người. Vì ăn trực tiếp, không qua nấu nướng, nên quả chín giữ nguyên được hàm lượng vitamin và khoáng chất. Trong muối mít chứa nguồn vitamin C, vitamin A dồi dào, giúp cơ thể tăng sức đề kháng rất tốt, giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa một cách mạnh mẽ. Nhờ những tác dụng như vậy, nên ăn mít không những không gây mụn nhọt, chốc lỡ, mà ngược lại giúp duy trì đủ độ ẩm của làn da, bảo vệ da khỏi bị khô, bệnh vảy nến, mụn trứng cá và nếp nhăn. Tuy nhiên, chỉ có những người hay bị cơ địa mọc mụn nhọt, rôm sảy hay bị chấp lẹ mắt không nên ăn nhiều. Nguyên nhân là bởi hàm lượng đường cao trong quả chín sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu, nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chốc lỡ. Những lợi ích tuyệt vời khác của quả mít: chống lại bệnh ung thư.
Mít rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, kali, góp phần làm giảm nguy cơ stress có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời, một nghiên cứu gần đây cho thấy một hợp chất trong quả mít được gọi là linan và saponin có hiệu quả giúp ngăn ngừa ung thư. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh liên quan đến thoái hóa. Ổn định huyết áp cao. Kali là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng cho những hoạt động của hệ thần kinh, có tác dụng làm giảm mức huyết áp. Trong quả mít chứa hàm lượng kali cao, với những người bị tăng huyết áp, quả mít có tác dụng tăng cường khả năng giải độc của gan, xúc tiến quá trình chuyển hóa cholesterol và dự phòng xơ vữa động mạch. Ăn mít thường xuyên là cách để làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Giúp xương chắc khỏe. Các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng các thành phần trong mít góp phần làm cho xương chắc khỏe. Trong mít chứa rất nhiều magie, một chất dinh dưỡng quan trọng cho việc hấp thụ canxi giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như viêm khớp, loãng xương, ngăn ngừa thiếu máu. Mít được biết đến với tác dụng tăng cường máu, rất tốt vì nó giàu chất sắt. Ngoài ra, quả mít cũng chứa nhiều các dưỡng chất như kali, natri, vitamin C và vitamin A, nên nó có thể làm tăng sự hấp thu và nồng độ oxy trong máu, giảm nguy cơ thiếu máu hiệu quả. Bên cạnh đó, mít còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động bình thường của các tế bào hồng cầu trong cơ thể, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim. Cũng giống như hầu hết các loại trái cây và rau củ khác, mít cũng là loại trái cây thân thiện đối với tim mạch vì lượng vitamin B6 cao trong mít có thể làm giảm homocysteine trong máu, yếu tố gây nên bệnh xơ cứng động mạch. Phòng ngừa chứng quáng gà. Mít chứa lượng vitamin A bằng lượng vitamin A của khoảng 1/4 ly cà rốt, nên loại trái cây này có khả năng phòng ngừa các bệnh về mắt như chứng quáng gà. Giữ tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Đồng là khoáng chất, giữ vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất cho cơ thể, đặc biệt là sự sản sinh và hấp thụ hormone. Ngoài ra, nó còn giúp cho tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Mít là nguồn thực phẩm tập hợp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, trong đó có khoáng chất đồng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nguy hại chết người, không ngờ từ mướp đắng bạn phải biết. Mướp đắng tuy là món ăn được nhiều người ưa chuộng, nhưng nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây nên những nguy hại khôn lường cho sức khỏe. Từ lâu trong lịch sử, mướp đắng đã được sử dụng như một loại thực phẩm trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Mướp đắng được tìm thấy ở nhiều vùng nhiệt đới trên khắp thế giới. Tuy nhiên, mướp đắng chống chỉ định nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Hạt mướp đắng có thể gây ra độc tính đối với trẻ em. Mướp đắng chống thụ thai. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một protein trong cây mướp đắng có hoạt tính chống sinh sản ở chuột đực. Uống cao quả mướp đắng 1,7g trên ngày làm tinh hoàn chó đực bị thương tổn và giảm khả năng sinh tinh trùng. Ở chuột cái, tác dụng chống khả năng thụ thai thượng nghịch. Chuột và thỏ có thai bị xuất huyết tử cung khi uống nước mướp đắng. Thiếu máu tàn huyết. Đây cũng là một trong những ảnh hưởng tiêu cực mà mướp đắng có thể gây ra. Những triệu chứng thường gặp của bệnh này bao gồm hôn mê, đau bụng, đau đầu và sốt. Bệnh thiếu máu tan huyết là kết quả của việc thiếu hụt máu do các enzyme không hoạt động được như bình thường. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều mướp đắng, lượng độc tố trong loại rau này sẽ có tác dụng đến chức năng của các enzyme gây hại cho sức khỏe. Tăng men gan. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên vicin là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu. Một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Ngay cả khi mướp đắng trồng ở những vùng thổ nhưỡng khác nhau, thì thành phần trong quả cũng có tỷ lệ và sự có mặt của các vi chất khác nhau. Do đó, nếu cây trồng trên vùng đất có nhiễm kim loại nặng, rất có thể trong quả mướp đắng trồng loại vùng này bị nhiễm kim loại nặng mà gây độc cho cơ thể khi chúng ta ăn nó. Ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Không chỉ gây khó tiêu,
phần ruột và hạt bên trong trái mướp đắng còn chứa nhiều thành phần độc tố gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy, bạn không nên cho trẻ em ăn những món chế biến từ khổ qua. Nếu muốn thay đổi khẩu vị cho bữa cơm thường ngày, cần trụng, chần, khổ qua qua nước sôi trước khi chế biến, nấu nướng. Người không nên ăn mướp đắng. Người bị bệnh về gan và thận cần tránh ăn mướp đắng vì chúng rất khó tiêu hóa, có thể gây đầy hơi. Những người bị thiếu men G6PD, loại men có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của tế bào hồng cầu, nên tránh xa loại rau có vị đắng này. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dạng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên vicin, là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu, một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Người mắc bệnh tiêu hóa. Việc ăn mướp đắng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các vấn đề về dạ dày. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không phải sữa, đây mới là thực phẩm giàu canxi bậc nhất, chỉ 3 thìa bằng 1 cốc sữa. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ tối thiểu 1.000mg canxi trên ngày. Vậy chúng ta nên ăn gì để đạt được hàm lượng này tốt nhất mà không cần đến sữa? Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng sữa rất tốt cho sức khỏe. Với trẻ nhỏ, sữa giúp xương chắc khỏe và cao lớn hơn, vì đây là nguồn thực phẩm chứa nhiều canxi nhất. Nhưng thực tế cho thấy, sữa không thật sự được xem là siêu thực phẩm như mọi người vẫn ca ngợi, bởi không giống như trẻ em, người lớn không được hưởng lợi nhiều từ sữa. Gần 40% người trưởng thành trên toàn thế giới có thể tiêu hóa sữa đúng cách và chỉ có 5% người dân châu Á dung nạp được sữa. Nguyên nhân là do sữa thường dành cho trẻ em chứ không dành cho người trưởng thành. Vì đường ruột của trẻ nhỏ sản xuất ra lactase giúp phân hủy sữa để được tiêu hóa đúng cách. Hơn nữa, loại gen giúp sản xuất ra lactase lại ngừng làm việc khi trẻ lớn lên. Bắt đầu ở độ tuổi lên 5, cơ thể đã có dấu hiệu ngừng sản xuất lactase. Thông tin này đã khiến lượng tiêu thụ sữa trên toàn thế giới đã giảm đi rất nhiều trong những năm qua. Đơn giản như ở Anh, doanh số bán hàng sữa giảm 30% trong vòng 20 năm qua. Canxi không chỉ giúp chắc răng, khỏe xương, mà còn rất quan trọng trong việc duy trì tế bào khỏe mạnh, điều tiết hormone. Thiếu canxi làm tăng nguy cơ loãng xương, móng tay, móng chân bị yếu, rụng tóc hay thậm chí là động kinh. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ tối thiểu 1.000mg canxi trên ngày. Như vậy, nên ăn gì để đạt được lượng canxi này tốt nhất mà không cần đến sữa? Hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm cung cấp canxi không thua kém gì sữa. Đó có thể là rau cải bó xôi, đậu phụ, cải xoăn, quả sung và tất nhiên không thể không kể đến hạt chia. Các nghiên cứu phát hiện hạt chia chứa hàm lượng canxi cao gấp 6 lần trong sữa. Chỉ cần khoảng 3 thìa cà phê hạt chia chứa 233mg canxi, liều lượng tương đương với hàm lượng canxi có trong một cốc sữa 299mg. Vì vậy hiện nay, hạt chia được xem là nguồn thay thế sữa dành cho người lớn và trẻ nhỏ, không dung nạp lactase trong sữa. Những lợi ích sức khỏe của hạt chia. Không những thế, báo cáo nghiên cứu của Hiệp hội Nông nghiệp Mỹ USDA cho thấy hạt chia giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho con người. Còn nghiên cứu khoa học của trường Đại học California Mỹ cho thấy hạt chia mang tới nhiều công dụng tốt cho cơ thể chúng ta. 1. Ngăn ngừa lão hóa. Các nhà nghiên cứu từ Mexico gần đây phát hiện ra rằng hạt chia chứa rất nhiều hàm lượng chất chống oxy hóa, giúp hạn chế việc hình thành các tế bào gốc tự do lên đến 70%, để từ đó làm chậm quá trình lão hóa. 2. Cải thiện hệ tiêu hóa. Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ cao gấp 1,6 lần so với lúa mạch, 2,3 lần so với lúa mì, 2,6 lần so với yến mạch và 9,8 lần so với gạo. Như vậy, chỉ cần 2 thìa hạt chia
bạn đã nạp vào cơ thể 10 g chất xơ tương đương 1/3 lượng chất xơ cần thiết trong ngày. 3. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Plethora cho biết, hạt chia có khả năng điều hòa lượng insulin, có khả năng làm giảm nồng độ insulin trong máu, từ đó hỗ trợ làm giảm các triệu chứng tiểu đường vì chứa nhiều axit alpha. Linolenic và chất xơ. 4. Giúp xây dựng cơ bắp và giảm cân. Hạt chia cũng chứa nhiều protein, vì thế đây là loại thực phẩm lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân hoặc xây dựng cơ bắp. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vì vậy sẽ giúp thay thế bất kỳ chất dinh dưỡng nào mà cơ thể mất đi trong quá trình tập luyện. 5. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Hạt chia cũng được chứng minh có thể chống viêm và điều hòa cholesterol, do đó rất tốt cho tim mạch. Cách sử dụng hạt chia: rắc lên ăn cùng sữa chua hoặc nước ép sinh tố hoa quả. Nước uống hạt chia: dùng 1-2 thìa cà phê hạt chia ngâm vào nước lọc khoảng 10 phút, khuấy đều để tránh vón cục. Canh hạt chia: dùng 3-4 muỗng cà phê hạt chia cho vào nồi canh khi đang nấu hoặc hầm chung với các loại rau củ quả để có món ăn dinh dưỡng. Cho vào 1-2 muỗng hạt chia vào món rau tròn hoặc salad rau để tăng dinh dưỡng và tạo ra một khẩu vị mới. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại cỏ quý hơn vàng, bà đẻ con nít khỏe mạnh quanh năm, mọc đầy ít người biết. Hồi còn bé xíu, em và lũ bạn hay ngắt cỏ này để chơi đồ hàng. Sau khi về làm dâu, mới biết nó lại là loại thuốc quý mà y học cả Đông lẫn Tây đều quý trọng. Em thấy một số chị từng tuyên bố gạch mặt các bài thuốc dân gian, phần vì dùng lâu mà vẫn chưa thấy tác dụng, phần vì gặp một vài tai nạn trong quá trình dùng nên tưởng. Nhưng em khuyên thật các chị nhé, làm như vậy là thiệt lắm đấy ạ. Bản thân em cũng là một bà mẹ, đọc cũng nhiều, đi nhiều và chẳng bao giờ tin vào những quan niệm lạc hậu, cổ hủ để áp dụng nó trong cách chăm con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người quan sát, để ý nhà hàng xóm và thử nghiệm con mình. Em cho rằng vẫn có một số bài thuốc dân gian thực sự tác dụng, nếu không nói là rất hiệu nghiệm. Nếu các mẹ chưa tin, hãy xem em làm chuột bạch thế nào nhé. Hồi có bầu được 8 tuần, do em không biết mình mang thai nên cứ chạy sắp chạy ngửa, lo việc cửa hàng. Kết quả là em bị động thai, chảy cả máu. Vì khi ấy em mang bầu con trai đầu, lại là cháu đích tôn của cả nhà, nên chồng em phải cất công rước mẹ chồng từ dưới quê lên chăm. Lúc lên, bà mang theo rất nhiều thứ cây trồng trong vườn nhà, trong đó có cả một bịch cỏ bừ, dài dài mà mới nhìn em chưa đoán ra là gì. Bà bỏ ra cho xem, em mới biết loại cỏ này, ngày trước em và lũ bạn vẫn thường bước, cho lên vắt dây thun và chơi chọi gà. Nghe má nói, lấy cỏ này xắt nước để uống, tưởng nói chơi, ai ngờ hôm sau má làm thật. Má bảo đây là cỏ mần trầu, chỉ cần em chăm chỉ uống ngày 2 lần, buổi sáng và tối, thì ít hôm nữa sẽ hết động thai mà chứng ốm nghén cũng khỏi luôn. Ban đầu em cũng hơi ngại uống, vì từ trước giờ chỉ trọng thuốc tây, vừa nhanh hiệu quả, lại là cả xã hội người ta đều dùng. Nhưng vì má chồng cứ kè kè bên cạnh nên chẳng dám bỏ. Cũng may cho em, vị của nó dị uống, vị ngọt ngọt và hơi đắng đắng tí tẹo. Sau 5 ngày uống liên tục thứ nước này, chồng đưa em đi tái khám lại, đến cả bác sĩ cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Từ sau lần ấy, em bắt đầu tin tưởng công dụng của cỏ mần trầu này, nhưng cũng không nghĩ nó lại có nhiều lợi ích như thế. Lúc em sắp sinh, má chồng lên thăm cũng đùm đìa qua quê và không quên gói cho em một bịch cỏ mần trầu, dặn dò: con đẻ xong, nấu nước cỏ mần trầu uống thì dịch sẵn sẽ mau hết. Nếu con bị vàng da, trúng ngày trời không có nắng, lấy cỏ này tắm cho con thường xuyên sẽ khỏi ngay. Còn không, cứ lấy nó tắm cho thằng bé hằng ngày, để sau này có mũi chích hay con gì cắn sẽ không bị ghẻ lửa. Da dẻ cũng mát mẻ. Nhớ lời má dặn, sau sinh em cũng nhờ mẹ ruột sắc uống thử xem sao. Thấy em chỉ mới 2 tuần đã sạch sẵn dịch,
bé mẹ đẻ em đã có kinh nghiệm sinh cả 5 đứa con cũng còn phải há hốc miệng không tin. Về phần con em, tuy cu không bị vàng da nhưng em cũng lấy cỏ này nấu nước cho bé tắm thường xuyên. Lại thêm lần nữa, em chứng thực cỏ này đúng là sự thật. Như những đứa trẻ khác, mỗi lần bị con gì cắn thì nổi sưng đỏ, lở lét và để lại sẹo thâm, chứ còn em thì không. Đã vậy, em cũng chưa thấy con nổi đợt rôm nào, dù thằng bé đến nay đã được hơn 3 tuổi. Qua rất nhiều lần sử dụng, với nhiều mục đích khác nhau, em cũng rất tò mò về loại cỏ thần sầu này, nên mày mò tìm hiểu thêm. Dưới đây là những gì em biết về công dụng của loại cỏ này, cũng như các bài thuốc quý cho bà bầu lẫn trẻ nhỏ. Các mẹ có thể nghiệm xem nhé. Nhận biết cỏ măng trầu. Tên gọi thông thường nhất là cỏ măng trầu, nhưng một số vùng quê khác còn gọi nó là cỏ vườn trầu, cỏ măng trầu hay cỏ gián. Cỏ này mọc nhiều ở ven đường, ven bờ ruộng hoặc các bãi đất hoang. Rễ của cỏ rất chắc, khỏe và thân cao tầm ngang đầu gối, 15-90cm. Mỗi cây cỏ đều có bông, tẻ ngón từ 5-7 nhánh, tuổi đều theo vòng tròn. Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa quả đều có thể dùng làm thuốc. Ở đây, em xin chia sẻ với các mẹ các bài thuốc cho bà bầu và trẻ nhỏ mà em đã sưu tầm được từ các nguồn tài liệu y học khác nhau. Để chăm bà bầu, trị chứng cao huyết áp thai kỳ. Lấy cỏ cây, gồm rễ, sau khi rửa sạch, thái nhỏ và cân đúng 50g. Lấy phần cỏ này đi giã nát và hòa với một bát nước sôi. Cuối cùng, bắt lấy nước trong để uống ngày 2 ngày. Vì cỏ đã có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường. Nhưng nếu thấy quá khó uống, có thể thêm chút xíu đường. Trị động thai, táo bón, lo âu, non ngán, đau đầu hoặc tức ngực. Phơi cỏ măng trầu khô, ngày lấy 12-16g nấu với 500ml nước, còn lại 300ml và uống ngày 2-3 lần. An thai, 8g cỏ măng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. An thai, 8g cỏ măng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống ngày. Tất cả đem rửa sạch. An thai, 8g cỏ măng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống hàng ngày. Để sản dịch mau hết, ngày xắt 50g cỏ măng trầu, lấy nước uống từ 2-3 lần để sản dịch mau hết và cơ thể sạch sẽ từ bên trong. Ngoài ra, để chống rụng tóc như mưa sau sinh và chữa bệnh sau tử cung, người ta cũng dùng đến cỏ măng trầu. Để chăm các con, trẻ mụn nhọt, rôm sảy, nổi ban đỏ, tưa lưỡi, lấy khoảng 120g cỏ măng trầu tươi rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cho trẻ uống. Nếu là cỏ khô, lấy 20g xắt với 400ml nước, còn 100ml và chỉ uống ngày 2 lần. Trị trẻ bị viêm da, vàng da. Lấy 60g cỏ măng trầu xắt lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ kén được, một loại cây gió, khoảng 30g để xắt nước cùng. Trị trẻ bị sốt cao, co giật. Lấy 120g cỏ măng trầu xắt với 500ml nước, còn lại 300ml. Sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu. Trị trẻ bị cảm, nóng sốt. Lấy 16g cho mỗi loại gồm cỏ măng trầu và cỏ chanh để xắt lấy nước cho bé uống. Phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm. Mỗi ngày xắt khoảng 30g cỏ măng trầu và cho bé uống liên tục trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự. Trẻ đái dầm. Lấy 20g cỏ măng trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ đem rửa sạch và xắt cho bé uống sau bữa ăn chiều. Trị độc trong, ghẻ lở, mẩn ngứa. Lấy 50g măng trầu tươi, giã lấy nước cho bé uống ngày 2-3 lần. Trị viêm gan, vàng da. Trẻ có dấu hiệu vàng da do viêm gan, lấy 50g cỏ măng trầu tươi, 20g rễ tổ kiến được, xắt lấy nước uống ngày 3 lần. Trị bong gân. Bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân. Lấy cỏ măng trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân, sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi. Đây là chia sẻ của em.
các mẹ có thể thử hoặc không tùy lựa chọn. Tuy nhiên, sau thời gian bầu bí và chăm sóc con nhỏ, em rút ra được một điều này. Đôi khi bản năng người mẹ sẽ chỉ cho mẹ biết phải làm gì, thay vì luôn răm rắp theo lời bác sĩ hoặc một lời chỉ dẫn nào đó. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người chăm con tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mát gan, giải độc gan bằng tiên dược, chữa bách bệnh ít ai biết. Lá chanh. Lá chanh là một nguyên liệu không thể thiếu khi ăn thịt gà. Nhưng ít ai biết lá chanh cũng là tiên dược chữa được nhiều bệnh. Theo các sách đông y ghi chép, lá chanh có vị ngọt cay, tính bình, trị khái, sát khuẩn, tiêu đờm. Trong các bài thuốc nam, lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông. Nguyên nhân là trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Khi dùng làm thuốc, lá chanh thu hái về rửa sạch, thái nhỏ hoặc để nguyên, phơi khô ở nơi không có nắng, bảo quản nơi khô ráo để dùng dần hoặc có thể dùng tươi. Sau đây là một số công dụng của lá chanh. Trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể, trị sốt rét dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml, lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm. Uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. Chữa sâu quản. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu, tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trọn cho đều, gói vào lá chuối hơi nóng, rạch cho thoáng rồi buộc lên vết lép. Sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. Chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá sông với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, xả và tỏi, sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ sông, bạn hãy sử dụng cách uống như sau. Lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dùng hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắt còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. Lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông, chữa nhức đầu giải cảm, chữa ho do lành. Gừng tươi và lá chanh, mỗi thứ một ít, sắc từ 400ml nước xuống còn 100ml. Khi uống cho thêm một ít đường, cổ họng sẽ hết ho và ngứa. Mát gan, dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g. Sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Chia bát nước ra làm 2, uống sau bữa sáng và tối. Kiên trì thực hiện trong vòng 15 ngày để có kết quả tốt nhất. Dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Giúp tóc bóng mượt. Chuẩn bị lá bưởi, hương nhu và lá chanh tươi, mỗi vị 30g, rửa sạch, nấu lấy nước gội đầu. Chỉ cần từng gội một lần là sẽ có mái tóc bóng mượt hẳn. Nước gội đầu từ lá chanh giúp bạn có một mái tóc bóng mượt hơn. Chữa cảm sốt không ra mồ hôi. Không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Ngoài lá chanh có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt lược bằng nhau sắc uống trong ngày. Điều trị hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát. Ngày uống 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá cây tầm sông 8g, tinh tre 10g, phơi khô 8 bọt. Rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút. Ngày làm 2 lần, bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng. Chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Khi trẻ em bị đầy bụng, bí tiểu, có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rón. Ngoài chữa cảm sốt, lá chanh còn có thể chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em hay bảo vệ răng. Bảo vệ răng. Nếu răng lung lay yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thị lấy nước, ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút,
sau 3 đến 5 ngày, răng chắc hơn. Trị nám sau sinh. Bắt nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong 20 phút để đẩy tinh chất ngấm sâu vào da để trị nám, làm cho làn da trắng sáng mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả. Hơn nữa, chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xong khoảng 15 đến 20 phút thực hiện 3 lần trong tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Chữa bệnh viêm xoang. Tinh chất có trong lá chanh chống lại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh xoang. Dùng lá chanh khô, đun sôi trong vòng 10 phút. Sau đó chắc lấy nước và sử dụng nó để súc miệng mỗi ngày, giúp thông mũi, thông họng và hạn chế chất nhầy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mít không chỉ lợi đủ đường cho bà bầu mà còn giúp chồng tăng cường tinh binh, nâng cao sức khỏe. Mít là trái cây thường bị gắn mác là nóng, cần hạn chế ăn vào mùa hè. Thực chất lại có rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. 1. Tăng cường tinh trùng ở nam giới. Cách đây khoảng một thế kỷ, người ta coi mít là một bài thuốc giúp cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới vì nó có tác dụng tăng số lượng tinh trùng. 2. Dầu canxi. Một bát con muối mít cung cấp gần 50g canxi. Vì vậy, loại hoa quả thơm ngon này rất tốt cho xương và giảm nguy cơ loãng xương. 3. Làm chậm quá trình lão hóa. Mít chứa phenol và flavonoid là hai chất chống oxy hóa hiệu quả, làm chậm quá trình lão hóa và chống lại các gốc tự do. Đặc biệt, ăn mít cũng làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể ở người cao tuổi. 4. Dầu vitamin C tăng cường hệ miễn dịch. Mít giàu vitamin C và nhiều dưỡng chất khác làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. 5. Kiểm soát huyết áp. Mít rất giàu kali, chất có tác dụng kiểm soát huyết áp hiệu quả. 6. Ngăn ngừa táo bón. Mít rất giàu chất xơ, giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn gặp vấn đề về tiêu hóa trước đó, thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều loại trái cây này. 7. Bảo vệ chức năng tuyến giáp. Mít có chứa các loại khoáng chất làm tăng chức năng và điều chỉnh tuyến giáp. 8. Cung cấp năng lượng tức thời. 90% quả mít chứa carbohydrate, vì vậy chúng ta có thể thưởng thức mít như món ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng. Những lợi ích bất ngờ từ trái mít các mẹ bầu nên nhớ. 1. Giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa. Mít chứa rất nhiều chất xơ, vì vậy chúng giúp ngăn ngừa táo bón và đi tiêu dễ dàng hơn. Loại chất xơ này cũng có tác dụng loại bỏ các màng nhầy bám ở ruột, từ đó giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già, đại tràng. 2. Có công dụng trị cao huyết áp cho các mẹ bầu. Kali chứa trong mít được chứng minh là có tác dụng hạ huyết áp. Trung bình cứ 100g mít sẽ cung cấp khoảng 303mg kali, có tác dụng làm giảm mức huyết áp của cơ thể. Do đó, các mẹ bầu nên ăn mít để góp phần duy trì mức huyết áp trong tầm kiểm soát, nhất là những mẹ có tiền sử cao huyết áp. Ngoài ra, bà bầu ăn mít cũng giúp ngăn ngừa bệnh tim và hạn chế nguy cơ bị đột quỵ. 3. Mít giúp duy trì sức khỏe cho đôi mắt. Trong quả mít có hàm lượng vitamin A rất cao. Vitamin A có khả năng bảo vệ, duy trì sức khỏe cho đôi mắt, không bị bệnh quáng gà, thoái hóa điểm vàng. Hơn nữa, ăn mít còn có thể khắc phục cho làn da luôn tươi tắn, sáng mịn. Đồng thời, trái mít còn có tác dụng hỗ trợ quá trình phát triển của tim, gan, phổi, thận, mắt, xương và hệ thần kinh trung ương của thai nhi. Đó là lý do các mẹ bầu nên ăn mít. Bón, giúp xương luôn chắc khỏe. Trong quả mít rất giàu magie, nó là một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc hấp thụ canxi và kết hợp với các canxi để giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như loãng xương. Vì vậy, các mẹ bầu nên chịu khó ăn mít để giúp xương luôn chắc khỏe, ngăn ngừa bệnh loãng xương khi có tuổi. 5. Chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Mít rất giàu các chất dinh dưỡng thực vật,
Đây là những loại chất có đặc tính chống ung thư và chống lão hóa. Chất dinh dưỡng thực vật này có khả năng loại bỏ những gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể, đồng thời còn làm chậm quá trình lão hóa của các tế bào. Các bà bầu ăn mít như nào mới tốt? Phần lớn những loại trái cây được cho là nóng trong người, như quả mít thường là những loại có hàm lượng đường cao, nên có thể gây cảm giác nóng sau khi ăn, nhất là đối với những mẹ bầu bị thừa cân béo phì hoặc bị tiểu đường thai kỳ. Tuy nhiên, lượng chất xơ, vitamin và nhiều loại khoáng chất có lợi trong những trái mít rất dồi dào, nên mẹ bầu vẫn có thể ăn một lượng vừa phải. Các mẹ nên ăn khoảng từ 60 đến 80 gram một ngày là vừa đủ để tận dụng những lợi ích trái cây mang lại, nhưng không gây hại cho cơ thể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Gây rợ những căn bệnh đáng sợ từ việc ăn thịt chó. Rất ít người nghĩ đến việc đằng sau những món ăn được chế biến từ thịt chó đầy sức hấp dẫn kia là hàng ngàn nguy cơ rất kinh khủng cho sức khỏe. Những ngày qua, người tiêu dùng vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự phù phép thịt lợn chết, hôi thối thả trôi nổi trên sông được mang về chế biến thành lợn đặc sản ở Vĩnh Phúc. Thì chiều ngày 14 tháng 11, công an thành phố Huế lại phát hiện hàng loạt hàng lậu cùng với hơn 3 tạ thịt chó đã bốc mùi hôi thối, nổi mốc, đang vận chuyển vào thành phố làm mồi nhậu. Theo đó, lực lượng cảnh sát kinh tế kiểm tra xe khách 51B02179 tuyến Sài Gòn - Hà Nội cho tài xế là ông Lê Văn Đoán, sinh năm 1974, trú tại Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội, vận chuyển thì phát hiện trên xe có chứa 3 bao tải quần áo, vải có trọng lượng 250kg, 114 con ống nhựa, máy móc, thiết bị và phụ tùng các loại không có hóa đơn chứng từ. Qua kiểm tra, phát hiện có 3 thùng hàng bên trong có hơn 3 tạ thịt chó, nguyên con chưa qua kiểm dịch, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối. Như chúng ta đã biết, thịt chó là món ăn truyền thống của người Việt. Vào dịp cuối năm, loại thực phẩm này được tiêu thụ ngày càng lớn. Do đó, việc trà trộn thịt chó dài, chó chưa được kiểm dịch, chó ôi thối là rất dễ xảy ra, gây ra những bệnh nguy hiểm cho con người. Thịt chó bán từ hàng quán thường được lấy ở nhiều nguồn, trong đó một số lượng không nhỏ là do những tay trộm chó cung cấp. Điều này có lẽ không cần phải chứng minh, vì trộm chó đang là vấn nạn ở các vùng nông thôn, kéo theo hàng loạt những hệ lụy và hiện đang là vấn đề nổi cộm của xã hội. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là lượng chó nguyên liệu do các đối tượng này cung cấp phần lớn là được đánh bằng bã chó cực độc, khiến cho thịt chó cũng bị nhiễm một lượng độc chất không nhỏ. Loại thuốc này các đối tượng trộm chó sử dụng thường là thuốc cực độc do Trung Quốc sản xuất. Sau khi ăn vào, chó chết ngay tại chỗ và lượng thuốc độc tồn tại trong cơ thể sẽ gây nguy hại cho con người nếu ăn phải loại thịt chó này. Đã có trường hợp một bệnh nhân nam vào cấp cứu tại Viện Huyết học, truyền máu trung ương trong tình trạng chảy máu nhiều bộ phận, không thể cầm. Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị rối loạn đông máu nhưng lại không có tiền sử về bệnh này. Tuy nhiên, trước đó, bệnh nhân đã ăn thịt chó. Các bác sĩ cho rằng, con chó mà bệnh nhân ăn có thể đã bị trúng bã chó. Chính chất chống đông trong bã chó, bã chuột là nguyên nhân gián tiếp làm bệnh nhân bị ngộ độc, máu chảy không cầm được. Nguy cơ nhiễm ấu trùng sán dại chó. Theo lời kể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đề, nguyên chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng trường Đại học Y Hà Nội, ông từng gặp một bệnh nhân nhập viện vì có khối u khổng lồ ở phổi. Đáng sợ là trong khối u đó chứa hàng ngàn đầu sán đang ngoe ngoẩy. Kết quả xét nghiệm khẳng định đây là loại sán dại chó. Việc lây nhiễm sán dại chó và ấu trùng sán dại chó cực kỳ nguy hiểm. Ở mắt, chúng gây mù. Ở não, dây thần kinh chúng chèn ép gây chứng điên loạn. Tại gan, lách, phổi, ấu trùng tạo nhiều u nang làm cho các cơ quan này suy yếu hoặc làm người bệnh tử vong do nhiễm trùng. Loại sán này có thể tìm thấy ở một số thú nuôi, trong đó có chó, những bào nang ấu trùng ký sinh trong thịt chó. Vì vậy, khi ăn thịt chó có ấu trùng sán, rất có thể chúng ta sẽ bị nhiễm loại sán này. Khi vào cơ thể,
áo trùm nang sám thường cấu kết thành dạng u, bướu. Khi khối u, bướu đạt đến đường kính từ 1 đến 7 cm, nghĩa là cơ thể bạn đang chứa trên 2 triệu đầu sám, một con số thật kinh khủng. Khi còn ở dạng bướu, bướu này có thể tràn vào ống dẫn mật, gây ra bệnh vàng da ở người. Khi bướu vỡ, các đầu sám di chuyển lên não, lấp, thận, gan, phổi, gây ra hàng loạt bệnh như xốp xương, giòn xương, tiểu máu, đau lưng, tổn thương tủy sống, nhiệt độ cơ thể tăng giảm bất thường, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tim tái, hôn mê. Nếu chất dịch trong bướu vào máu có thể gây sốc phản vệ. Khi bị nhiễm ấu trùng sán giả chó, người bệnh sẽ có các hiện tượng như dị ứng, mẩn hứa, mề đay, lên cơn hen suyễn, khó thở, nấm tóc, nấm phổi. Nguy cơ xơ gan, suy thận. Theo đông y, thịt chó giàu đạm, có tính nhiệt. Ăn nhiều thịt chó thường gây nóng trong, chướng bụng, ẩm ạch, khó tiêu. Chính vì thế, nếu ăn nhiều thịt chó thì chất đạm không được tiêu hóa hết. Gan thận làm việc quá tải, dẫn đến các bệnh như gút, bệnh về gan, thận. Đã có trường hợp bệnh nhân nhập viện vì mắc bệnh xơ gan, suy thận. Sau khi tiến hành xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán là do người bệnh ăn quá nhiều thịt chó trong suốt 15 năm, dẫn đến lượng đạm không được tiêu thụ hết và gây ra bệnh. Nguy cơ nhiễm virus bệnh dạy. Đây là một nguy cơ ít người nghĩ đến nhất, nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra cho người ăn thịt chó. Bác tuổi trẻ từng dẫn lời của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, kể về một trường hợp bệnh nhân không bị chó dại cắn nhưng lại mắc bệnh dại. Nguyên nhân là vì người đó đã ăn tiết canh chó và con chó này đã mắc bệnh dại. Ngoài ra, kể cả những con chó đã được tiêm phòng không có khả năng gây tử vong thì người thường xuyên ăn thịt chó vẫn có khả năng bị tổn hại về sức khỏe. Lý do bởi vaccine phòng dại ở chó được chích mỗi năm để tiết kiệm giá thành. Đa số vaccine dại cho chó hiện hành đều là chế phẩm từ virus dại, sống giảm độc lực. Chính vì vậy, dư lượng vaccine trong thịt chó theo biểu đồ tích lũy, trong một con chó 3 đến 4 tuổi đủ sức gây yếu hệ thần kinh trung ương của người ăn theo thời gian. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những tác dụng của lá sen khô mà bạn không thể bỏ qua. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa bệnh hiệu quả. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa hiệu quả các căn bệnh nguy hiểm. Cùng tìm hiểu những công dụng của lá sen khô và cách sử dụng đúng loại lá này nhé. Lá sen là loại lá rất quen thuộc ở Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết lá sen khô có tác dụng gì. Từ xưa, lá sen đã được sử dụng rất nhiều với các mục đích khác nhau trong cuộc sống. Người ta dùng lá sen để ướp chè, gói xôi, bọc cốm, đun nước tắm. Ngoài ra, lá sen còn được phơi khô để sử dụng như một bài thuốc giúp chữa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Tác dụng của lá sen khô đã được nghiên cứu và khẳng định mang lại hiệu quả thực sự đối với sức khỏe. Những tác dụng của lá sen khô. 1. Trị máu hôi sau khi sinh. Máu hôi sau sinh là tình trạng sản dịch có mùi hôi khó chịu. Điều này thường khiến các sản phụ rất lo lắng. Để khắc phục, hãy sử dụng lá sen khô theo cách sau. Dùng 20-30g lá sen khô đem tán nhỏ, hòa với nước uống. Hoặc cho lá sen khô vào sắc với 200ml nước, lấy 50ml nước lá sen cô đặc, uống ngày một lần. Ngoài bài thuốc từ lá sen khô, mẹ có thể áp dụng thêm cách làm sạch sản dịch sau sinh bằng rau ngót để tăng thêm hiệu quả. 2. Chứng mất ngủ. Không chỉ hạt sen mà lá sen khô cũng có tác dụng chữa mất ngủ rất hiệu quả. Bạn chỉ cần dùng 30g lá sen khô đem hãm với nước sôi thành nước uống. Ngày uống nhiều lần thay cho nước trà sẽ có tác dụng rất hiệu quả. 3. Lá sen khô chữa bệnh sốt xuất huyết. Đây cũng là một tác dụng của lá sen khô. Để có bài thuốc chữa sốt xuất huyết từ lá sen khô, bạn chuẩn bị những nguyên liệu sau. Lá sen khô 30g, ngó sen hạt cỏ nhỏ nồi 40g, rau má 30g, hạt mã đề 20g. Cho hết các nguyên liệu trên vào ấm.
thêm nước sắc thành thuốc, ngày uống một thang như trên. Nếu xuất huyết nặng hơn, có thể tăng lượng lá sen lên 50-60g. 4. Chữa chảy máu cam, tiêu chảy ra máu. Lá sen khô cũng được dùng làm bài thuốc chữa chảy máu cam hay tiêu chảy ra máu hiệu quả. Chuẩn bị: lá sen khô 40g, rau má 12g. Cho hai nguyên liệu này vào ấm, thêm 400ml nước sắt thành 100ml thuốc, chia làm 2 lần uống trong ngày. 5. Chữa ho, non ra máu. Để dùng lá sen khô chữa chứng ho, non ra máu, cần làm như sau. Chuẩn bị lá sen 30g, ngót sen 30g, sinh địa 30g, trắc bá 20g, ngải cứu 20g, đem thái nhỏ, phơi khô rồi sắc thành thuốc uống trong ngày. 6. Chữa đau mắt. Lá sen khô cũng được dùng để chữa đau mắt rất hiệu quả. Chuẩn bị: lá sen 10g, hoa hà 10g, hoa cúc vàng 4g. Đem các nguyên liệu này sắc với nước thành nước uống ngày 2 lần. Lá sen, hoa hà mỗi vị 10g, cúc hoa vàng 4g, sắc uống còn chữa cao huyết áp. 7. Tác dụng của lá sen khô giảm cân. Một tác dụng của lá sen khô rất được ưa chuộng đó là để giảm béo. Lá sen khô đem hãm với nước uống hàng ngày không chỉ giúp giải nhiệt cơ thể mà còn kiểm soát cân nặng rất tốt. Kết hợp uống nước lá sen khô với chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, bạn có thể giảm cân nhanh chóng. Bạn có thể tham khảo cách làm trà lá sen để thuận lợi nhất cho việc uống hàng ngày nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng của hoa 10 giờ không phải ai cũng biết. Hoa 10 giờ không chỉ đẹp, còn có rất nhiều công dụng như chữa ho, chữa bỏng nhẹ hay ghẻ lửa. Chỉ cần một mồi nhỏ cắm xuống đất là đã có ngay cây cảnh quanh nhà, lại có luôn vị thuốc hay. Hoa 10 giờ nở vào 10 giờ nên thường được lấy làm tên gọi. Thuộc họ rau sam, thân thảo, mọc bò cao khoảng 10-15cm, cây và lá mọng nước. Hoa 10 giờ có nhiều màu như đỏ, hồng, vàng hay trắng với quả hình cầu. Lò hoa này thường ra vào mùa hè, thu. Màu sắc vô cùng rực rỡ, bắt mắt nên hay được trồng quanh nhà để làm cảnh. Nhưng ít ai biết, ngoài mang vẻ đẹp đặc trưng, hoa 10 giờ còn có thể chữa bệnh, chữa bỏng. Theo đông y, hoa 10 giờ vị chua, tính bình, tác dụng hoạt huyết, giảm rát họng, tiêu viêm, tiêu sưng. Các bộ phận của cây đều có thể dùng làm thuốc, đặc biệt cho các trường hợp viêm họng, bỏng hay ghẻ ngứa cực hiệu quả. 1. Chữa viêm họng. Nếu bạn đang khó chịu vì chứng viêm họng, hãy thử bài thuốc từ hoa 10 giờ xem sao nhé. Nguyên liệu: 100g hoa 10 giờ, 10g lá cây rẽ quạt, 100ml nước sôi còn nóng. Cách dùng: hoa 10 giờ và lá cây rẽ quạt rửa sạch, giã nhỏ. Cho nước sôi vào hòa đều rồi chắc lấy nước. Lấy nước, ngậm đều mỗi ngày 2-3 lần, dùng liên tục trong vòng 3-5 ngày, sẽ thấy ngay hiệu quả tốt. 2. Chữa bỏng nhẹ. Khi bị bỏng, việc đầu tiên bạn cần làm là ngâm ngay vết thương vào nước mát. Sau đó hái nắm cây hoa 10 giờ, không kể liều lượng, đem rửa sạch, giã nhuyễn rồi đắp lên vết thương. Lưu ý, vừa đắp vừa rửa ra liên tục cho mát. Khi nắm lá ấm dần lên, không còn mát thì thay nắm khác, thay liên tục cho đến khi vết bỏng không còn nóng rát. Đối với vết thương nhẹ, chỗ da bị bỏng sẽ hồi sinh bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Đối với các vết bỏng sâu như bỏng thép thì chỗ da bỏng sẽ khô đi, nhưng không phồng hay đau rát. Dần dần, lớp da mới phát triển rồi lớp bỏng tự bong ra. 3. Chữa ghẻ, lửa, ngứa hiệu quả. Đây là bài thuốc dân gian chữa ghẻ lửa hay ngứa rất hiệu quả, giúp làm lành vết lửa lét và giảm ngứa nhanh chóng. Dưới đây là hai bài thuốc chữa ghẻ lửa, ngứa được lưu truyền. Bài thuốc số 1. Nguyên liệu: 100g thân lá hoa 10 giờ, 100g lá rau sam, 100g lá xoan tươi. Cách dùng: lấy hoa 10 giờ, lá rau sam, lá xoan tươi rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước. Ngày 2-3 lần,
lấy hỗn hợp này bôi vào vùng tổn thương. Kiên trì bôi liên tục khoảng 1 tuần là thấy ngay hiệu quả. Bài thuốc số 2. Nguyên liệu: 50g thân lá hồ 10 giờ, 30g lá táo, 2g muối ăn. Cách dùng: cho hai loại lá cùng muối đem giã nhỏ, lấy bã đắp vào vết kẽ lửa. Mỗi ngày thực hiện đắp thuốc 2 lần, kiên trì liên tục trong vòng 3 đến 5 ngày là tình trạng bệnh cải thiện ngay. Không lâu vết thương sẽ lành hẳn. Bạn thấy không, hoa 10 giờ không chỉ đẹp để làm cảnh, lò hoa này còn có thể chữa bỏng nhẹ cực hiệu quả, chữa gãy lửa, gãy ngứa nhanh chóng. Để trồng hoa 10 giờ cũng cực đơn giản. Mùa hè chỉ cần ngắt một đoạn thân cây hoa 10 giờ dài khoảng 15cm, dăm vào đất ẩm một thời gian thôi là cây sống và phát triển nhanh chóng. Trồng ngay lò hoa này quanh nhà không chỉ tăng thêm vẻ đẹp ngôi nhà, còn chữa bệnh. Thật tuyệt phải không nào? Lưu lại và sai đến mọi người về công dụng của hoa 10 giờ, không phải ai cũng biết này nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm công dụng tuyệt vời của lá chanh đối với sức khỏe. Theo đông y, lá chanh có vị cay ngọt, tính on, có tác dụng hòa đàm, trị khoái, sát khuẩn và tiêu đờm. Lá chanh có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. 1. Chữa ho do lạnh. Những trường hợp bị ho do lạnh có thể được chữa bằng lá chanh. Bạn cần chuẩn bị: lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, sau đó rửa sạch tất cả các nguyên liệu. Thái gừng thành lát mỏng và sắc với 400ml nước còn 100ml. Khi uống nước này, bạn có thể cho thêm ít đường. Dùng hỗn hợp này trong 3 đến 5 ngày, bạn sẽ thấy kết quả rõ ràng. 2. Cảm sốt không ra mồ hôi. Những người bị cảm sốt không ra mồ hôi có thể dùng lá chanh khô 30g hoặc lá chanh tươi 10g, sắc lấy nước để uống trong ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng kết hợp với các loại thảo dược khác theo công thức: lá chanh 20g, lá cúc tần 15g, lá bưởi 5g, vỏ quýt 10g, sắc uống trong ngày. Bạn cần dùng vị thuốc dân gian này trong 2 đến 3 ngày. 3. Hỗ trợ điều trị hen phế quản. Những người bị hen phế quản có thể dùng bài thuốc dân gian trị hen từ lá chanh trong khoảng 10 ngày. Theo đông y, bạn cần chuẩn bị: lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng, sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2 đến 3 lần. 4. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh có tác dụng diệt khuẩn, tiêu đờm nên giúp giảm sưng đau do mụn nhọt hiệu quả. Bài thuốc giảm sưng đau do mụn nhọt có công thức: lá chanh 10g, lá cây tầm xong 8g, tinh tre 10g. Bạn cần phơi khô, tán bột các loại nguyên liệu này rồi rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt và băng lại trong khoảng 8 đến 10 phút, ngày áp dụng 2 lần. 5. Mát gan. Theo dân gian, lá chanh có tính on nên giúp mát gan. Bạn cần chuẩn bị lá chanh, lá gai, lá cối xay, các vị đều khô, mỗi vị 12g. Sau đó sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia uống 2 lần trên ngày. Nên uống sau bữa ăn, sáng và tối, thực hiện trong 15 ngày. 6. Nước sông giúp giải cảm, nhức đầu. Bạn có thể giải cảm, nhức đầu bằng vị thuốc dân gian. Trong đó có bài thuốc lá chanh kết hợp với lá bưởi, hương nhu, cúc tần, lá tre, mỗi vị 50g, bạc hà 20g, xả hai củ, tỏi 3 nhánh. Tất cả rửa sạch, nấu nước sông cho ra mồ hôi. Phương thuốc này giúp kích thích mồ hôi tiết ra, giảm nhức đầu và giải cảm hiệu quả.